À, sau đây tiếp theo là em test tiếp tục chiếc máy rửa bát giúp chị em phụ nữ mùa đông. Đây em test luôn những chiếc máy em đang dùng gia đình. Đây là những chiếc máy rửa bát này, hàng hiệu của Nhật các bác nhé. Này. Giá thành của nó cũng rất rẻ, chỉ hơn 2 triệu, tùy tùy từng loại, 2-3 triệu. Hàng từng loại. Em được thiết kế rất gọn, có loại thì một tầng, có loại hai tầng. Loại một tầng thì các bác kéo cả khay này, kéo ra ngoài như này này. Đấy. Bác cứ xếp bát đĩa vào, bác xếp úp bát đĩa vào trong này. Xếp hết vào xong đó đầu khi đó là cho một ít dầu rửa bát vào trong này. Tại sao nó lại làm được? Vì trong này nó có tất cả xung quanh này này. Khi mình đóng cái nắp kính này vào nhé, thì máy hoạt động thì nó sẽ bơm một lượng nước sấm sáp rất nhỏ, khoảng độ 3-4 phân. Sau nó đun máy đun sấy lên. Nó đun sấy nước lên. Nó sấy nước xong nó phơm bơm bơm áp lực nó phun toàn toàn bộ. Nó bơm áp lực nó bơm toàn bộ nó phun nó rửa máy. Nó lúc ấy rửa bằng nước nóng. Khi các bác nhé, khi các bác sắp xếp bát xong này nhá, bác đổ cho một vài giọt dầu rửa bát vào trong này đi. Đóng lại này. Đấy. Đóng lại như thế này. Xong là khi đó là chỉ cần thao tác là mỗi một máy nó có một kiểu nhưng mà đa số nút nó giống nhau hết. Đây cho chỉ ấn nút nguồn này, nó khởi động lên, đúng không? Xong là các bác muốn làm việc ấn nút khởi động này. Đấy, máy đã bắt đầu chạy. Là tất cả lúc đó khi đó là máy tất cả tự động làm việc hết. Tự động làm việc mà nó làm hết hoạt động là nó được rửa trong vòng khoảng độ 2 đến 3 lượt nước. Đầu tiên là nước nó xả ra nó hâm hâm, nó hâm cho nước nó ấm lên. Xong rồi nó tạo bọt cho nó phun áp lực xong nó xả nước lần đầu, xả nước lần hai để nó rửa, nó hâm nó tiếp lần hai xong, xong đấy nó xả cái nước thì bắt đầu nó có chế độ sấy, sấy nóng, xong khi nó sấy xong bát thì khô cong và rất sạch, sạch sẽ các bác nhé. Đây là chiếc máy rửa bát của Nhật Bản, Nationan NP33S2. Máy này sử dụng trong gia đình thì vừa đẹp các bác ạ. Nếu mà nhà nào ít 2-3 người ăn thì chắc phải gom cả ngày. Có nghĩa là sáng ăn, trưa, chiều, tối rửa. Bởi vì là ăn vài cái đĩa nó bát này nói chung nó xếp được cả một mâm cũng khá nhiều. Đây em giới thiệu qua về cái máy rửa bát thôi.